Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh và chia sẻ các đường nét phân chỉ tay trong lòng bàn tay của mình cho tất cả mọi người mình có thể tham khảo, để có thể xem cho mình, bản thân của mình cũng như là xem cho người thân của mình, hoặc có thể chia sẻ cho bạn bè của mình vào xem. Thì trước khi vào xem vẽ bài của Kim Anh đó, mọi người vào xem, mọi người nhớ vào đăng ký kênh ủng hộ cho Kim Anh ha, và chia sẻ giúp cho Kim Anh một lượt luôn, để Kim Anh có cái động lực hơn trong cái việc chia sẻ cho mọi người mình nha. Thì nói về cái vẽ bài hôm nay á, Kim Anh sẽ nói về cái vấn đề sự nghiệp cũng như là đường đi nước bước của bạn trẻ này, là sinh năm 2004. Nói về trên con đường đi nước bước, trên con đường sự nghiệp của bạn, vấn đề học hành thi cử của bạn có được cái cơ hội thuận lợi hay không. Thì nói về trên con đường bổn mạng của cái tuổi Giáp Thân này, hiện tại theo như cái vẽ bài cho thấy á, bạn là một con người hiếu thảo rất là tốt, nặng gánh gia đình lắm, là người con trung hiếu vẹn toàn. Đồng thời trên con đường bổn mạng của cầu nam này, có thể nói tương lai là một người có địa vị trong xã hội, ăn trên ngồi trước, là một người đạo đức phúc hậu tốt. Cho nên nói về trên vấn đề học hành thi cử, có thể mình dựa vào trên con đường bổn mạng của bạn này đánh giá, thì con đường sự nghiệp của bạn, bạn sẽ có cơ hội đạt được cơ hội tốt trên con đường sự nghiệp. Trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của mình, thứ nhất là buồn, giống kiểu là tạo cái sự lo lắng buồn phiền nhiều, nặng gánh, như là cái tư tưởng là nó bị hơi bị nặng gánh một chút. Đồng thời nói về trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ có cái sự đồng hành của một người bạn nữ, như là người bạn nữ này luôn luôn đồng hành với bạn trên con đường bổn mạng của bạn, cũng như nâng đỡ giúp đỡ bạn trên con đường bổn mạng của bạn, đồng hành với bạn rất là tốt trên con đường bổn mạng. Tâm trạng của bạn hiện tại bây giờ là có thể nói là buồn phiền thứ nhất, đơn chiếc là thứ hai. Nhưng mọi ước mơ, hy vọng, cơ hội gì đến với đường bổn mạng của bạn, có thể nói là cơ hội niềm đi, đường đi nước bước, niềm tin đến với bạn là cơ hội đẹp, niềm tin tốt ha. Niềm tin đẹp đến với mình trên con đường bổn mạng. Thứ hai nữa thì cơ hội, nói về đường cơ hội tài lộc sự nghiệp đến với bạn trên con đường bổn mạng của bạn, cũng có được cơ hội là được sự giúp đỡ của quý nhân. Quý nhân giúp đỡ bạn, đây có thể nói là quý nhân theo giúp đỡ bạn rất là nhiều trên con đường sự nghiệp, cũng như cái sự đồng hành với mình trên con đường bổn mạng của mình rất tốt. Trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của bạn nam này á, nói về trên vấn đề sự nghiệp tài lộc của cái cậu nam tuổi Giáp Thân này á, thì đúng ra là bé Giáp Thân này nó nằm vào là cái mạng là mạng thủy. Mà mạng thủy này thì thể hiện mình là một con người có cái bản tính hài hòa, phúc hậu, đạo đức tốt, hiền từ, nhã nhặn. Đồng thời cái tính nó hơi nữ tính một chút, nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà đường đi nước bước của cầu nam này đúng ra là bé phải có số đi xa, số ly hương, làm ăn, cầu tài, cầu lộc. Cầu tài, cầu lộc gì trên con đường đi nước bước của bé, nếu như bé có ước mơ đi xa là sẽ đạt được cơ hội và đem đến cho cháu được sự thành công tốt. Trên con đường sự nghiệp của bé hiện tại bây giờ thì cho thấy được sự giúp đỡ của quý nhân rất là nhiều, cho nên có thể nói học vấn đề học hành thi cử, đường đi nước bước của bé đem đến cho bé cơ hội từ 70-80%. Cho nên năm nay nếu như trong cái tháng 5 này vấn đề thi cử học hành gì thì cho thấy đây là kết quả tốt đẹp ha. Dù là tâm trạng của mình hơi buồn phiền một chút, nhưng rồi hơi buồn phiền và có cái sự lo lắng, thì trên con đường bổn mạng cũng sẽ đem đến cho mình được cơ hội tốt đẹp như vậy. Thể hiện ba con mười như thế này thì đây là một cái sự viên mãn trên con đường sự nghiệp ha. Đồng thời nói về trên con đường sự nghiệp hiện tại của bé thì cho thấy để cho con đường sự nghiệp của mình được tốt đẹp hơn 4 năm qua, sự nghiệp của mình đạt được cái sự như ý, không đem đến cho mình cái sự phai nhạt như 4 năm trước, thì thứ nhất là nhắc bé trên con đường tài lộc sự nghiệp của mình không nên buồn phiền nhiều, cũng không nên nản chí, mà cần phải có cái sự kiên định và giữ vững lập trường, thì cơ hội sẽ đem đến với mình, dù nó chậm hơn một chút nhưng mà nó sẽ đem đến với mình cơ hội vững. Thứ hai nữa, để cho con đường sự nghiệp đến với mình được thuận lợi, thì ở đây nhắc trên con đường sự nghiệp của mình luôn luôn có vong linh của một người anh trai hay em trai theo mình trên con đường tài lộc sự nghiệp rất là nhiều. Cho nên hỏi lại người thân trong cái vấn đề trên con đường con cái á, thì cậu nam này có một người anh trai, em trai gì mà mất nhỏ nhỏ hay không? Thì đang theo cậu nam này trên con đường sự nghiệp rất là tốt, theo gia hộ rất là nhiều, cho nên để con đường tài lộc đến với bạn nam này được tốt, thuận lợi, không bị buồn phiền,
Chứ nhiều khi người ta tác động vào mình làm cho tâm tính của mình nó buồn phiền bất chừng mà mình không hay không biết thì người ta buồn đó, mà người ta theo mình mà người ta buồn thì người ta tác động vào mình buồn theo. Cho nên nhắc bạn trên con đường sự nghiệp của bạn, dù ở đâu làm gì, thí dụ như là mình trước khi mình bước ra thi cử học hành, mình cố gắng cầu nguyện với vong linh của cậu nam này. Thứ hai nữa, ăn uống thì nên mời mọc cậu nam này để cậu nam này gia hộ cho mình được tốt hơn, phù hộ cho mình, gia hộ cho mình trên con đường sự nghiệp của mình nó vững vàng hơn ha. Còn nói về trên vấn đề sự nghiệp tài lộc ở đây ấy, thì nói đúng ra là trên con đường sự nghiệp đang được quý nhân giúp sức, âm phò dương trợ rất là tốt, tài lộc thuận lợi, sự nghiệp vững vàng, từ 70-80% cơ hội tài lộc đến với mình rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt là cần quan tâm lo lắng cho vong linh của cậu nam này, để vong linh cậu nam này theo gia hộ xây chuyện cho mình được đẹp hơn nữa. Riêng trên vấn đề tình cảm thì nói về vấn đề tình cảm của cậu nam này, đúng ra thì hiện tại bây giờ mà nói về thương bạn nam này là hai người. Một người hướng mình luôn luôn đồng hành với mình trên con đường bổn mạng với mình. Người thứ hai này thì người này cho thấy dù đằng sau người ta là có cái sự quan tâm của một người nam, người nam này thì cũng thấy là có địa vị trong xã hội, luôn hướng về người nữ này rất là nhiều. Nhưng người này luôn luôn ôm cô đơn, hướng về cậu nam này rất là tốt. Dù vậy thì trên con đường tình cảm, để cho vấn đề thi cử học hành của mình đạt được cái sự như ý, có kết quả tốt trong cái thành tích của mình, thì ở đây nhắc bạn cần cố gắng khắc phục trong vấn đề tình cảm của mình, để con đường tình cảm của mình không bị liên can gì tới vấn đề học hành của mình, thi cử của mình ở đây, thì nó sẽ hay, sẽ tốt hơn. Chứ nói về trên con đường thi cử học hành của bạn thì bạn đang được sự giúp đỡ của quý nhân rất là nhiều, nhưng mà sợ là sợ tác động nhiều về cái phần pháp lý ở đây nè. Cho nên nhắc bạn trên cái vấn đề tình cảm của mình, nó cần phải có cái sự khắc phục để mình có cái sự đồng lòng trên con đường, chuyên tâm về trên con đường sự nghiệp thì nó hay hơn tốt. Còn nói về cái tuổi mình á, giờ là tuổi nhỏ, tuổi trẻ thì không nên vội vàng gì về vấn đề tình cảm, vấn đề hôn nhân hết. Để con đường hôn nhân tình cảm của mình ở đây tốt thì bạn tiến tới hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 27 về tuổi 29. Thì con đường hạnh phúc của mình nó mới bảo đảm được vấn đề hạnh phúc đẹp, cũng như là con đường hạnh phúc của mình nó được thuận lợi suôn sẻ hơn. Nói về đúng duyên trên con đường bổn mạng của bạn mà ở cái tuổi Giáp Thân bạn á, thì bạn phải có lộc nhờ vợ. Dù là mình có làm ông to bà lớn gì nữa, tương lai của mình nếu như mình có lập được gia đình rồi, có vợ có con rồi, thì mình sẽ có cơ hội thăng lương tiến chức, hoặc là sự nghiệp của mình đến với mình nó sẽ vững vàng thuận lợi hơn hiện tại. Dù vậy thì nhắc bạn trên con đường tình cảm của bạn hiện tại thương bạn như vậy là hai đối tượng này luôn hướng về bạn, có cái sự quan tâm về bạn, nhưng tốt nhất bạn nên chọn một cái người bạn đồng hành với mình trên con đường sự nghiệp của mình nó sẽ hay hơn là cái người bạn trên con đường tình cảm của mình. Đó, thì trong hai người bạn, bạn nên chọn người bạn đồng hành với mình trên con đường bổn mạng của mình cũng như trên con đường sự nghiệp của mình thì nó sẽ hay, sẽ tốt hơn. Vì nói về người này, thứ nhất đạo đức tốt, thứ hai nữa là tâm đầu ý hợp với bạn và chung sức chung lòng với bạn, đồng lòng với bạn, đi chung tuyến với mình trên con đường đời của mình, thì mình nên chọn. Còn người này thì luôn ôm cô đơn, hướng về mình, nói chung người này cũng đến với mình bằng tấm lòng chân thật, bằng cái sự chung tình, nhưng mà đằng sau người này thì vẫn còn một người nam khác đeo đuổi. Cho nên tốt nhất bạn nên chọn thì bạn chọn như vậy. Nhưng mà dù vậy thì nhắc bạn trong vấn đề học hành thi cử của mình nên quan tâm đặc biệt hơn, nó sẽ hay hơn, tốt hơn về vấn đề tình cảm ha. Tại vì nói về mình hiện tại bây giờ thì tuổi trẻ không vội vàng, không nóng nảy về vấn đề tình cảm cho lắm. Một lần nữa thì nhắc bạn, để cho vấn đề sự nghiệp của bạn được thuận lợi thì bạn cần quan tâm lo lắng cho cái vong linh anh trai hay em trai gì ở đây. Thì phần này bạn cần phải hỏi lại người thân của mình ha, để mình có cái sự quan tâm cũng như bù đắp cho cái vong linh này, để người ta được cơm no, áo ấm đầy đủ rồi người ta theo gia hộ cho mình tốt hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Thì con đường sự nghiệp của mình sẽ có được cái thành công tốt đẹp vững vàng hơn nhiều. Đó là cái vẻ bài của cậu nam sinh 2004. Thì hỏi về vấn đề đường đi nước bước thi cử học hành của bạn trong năm nay, đặc biệt trong tháng 5 này thì có cơ hội gì hay không. Thì ở đây trong tháng 5 này nó sẽ có cơ hội là sẽ đạt được cơ hội tốt, thành công đẹp, và có thể từ 70-100% trên con đường sự nghiệp luôn. Đó là báo cho cái vẻ bài của cậu nam này biết rõ như vậy ha.
mọi người vào xem, mọi người có vấn đề gì thắc mắc hoặc có nhu cầu gì về bản thân của mình, về con đường sự nghiệp, tài lộc, công việc, làm ăn thì mọi người cứ vào trong Zalo kết bạn, gửi thông tin thì Kim Anh sẽ giải đáp cho mọi người mình hiểu rõ nha. Còn clip hôm nay thì Kim Anh xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau.